Vân Lan Tường Thúy xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại là phiên của ngày 20/7/2019. Hôm nay nhà em sẽ lên một số đơn châu Thái theo một số cho các bạn nhé. Đây, lướt qua đơn cho các bác này. Địa chỉ Vân Lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Số điện thoại đặt hàng là 0817 892 229 hoặc là 0981 550 768 cả nhà nhé. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết từ mã một cho các bác này. Châu Thái hoa màu sổ số cả nhà nhé. Hôm nay thì em lên chủ yếu là hàng cây to, lá mít. Đây, mã số 1 của em có 2 cây. Mã số 1 em có 2 cây này. 2 cây nhá, mít này. Đây mọi người ơi, mít nhá. Mít này. 800k cho mã số 1 này, hai con mít xếp rụt rịt luôn nhá. Hai con mít xếp rụt rịt luôn này cả nhà này. Nhìn chưa? Mít nhá. Lá mít xếp rụt rịt luôn này. Mã số 1 của em là 800k. Hai cây. Đây, mọi người nhìn không? Lá nó hơi bị lỗi một chút nhá. Nó hơi bị lỗi lá một chút ở chỗ phần này ạ. Một chút thôi ạ, đầu lá thôi nhá các bác nhá. 800k cho mã số 1 này. Cái hàng lá mít này nên là nó rất là nặng cân các bác nhá. Toàn bộ là châu Thái hoa màu sổ số này. Mít nhá. Em sẽ xem mã số 2. Mã số 2 em có 3 cây này. Mã số 2 của em có 3 cây nhá. 1 này. 2 này. 3 cây, 700k cho mã số 2. Hàng lá rất là cứng cáp và khỏe cây nhá. Mã số 3 này. Mã số 3 em có 2 cây. 2 cây này, lá mít này. Đây nhá, mít này. Đây mọi người nhìn không? Mít nhá, mít lá xoắn đây. Mít lá xoắn đây. 650k cho mã số 2. Đây. Mã số 2 2 cây 650 nhá. À mã số 3 chứ cả nhà ơi, đây là mã số 3 ạ. 2 cây 650k. Hàng lá xoắn nhá. Hàng lá xoắn này. 3 cây. Mã số 3 2 cây 650k. Đấy, 2 cây to nhá. Em sẽ xem mã số 4. Mã số 4 của em 2 cây cực to luôn, 2 cây cực kỳ to luôn nhá. Mã số 4 này. 2 con mít cực kỳ to luôn này. Đây mọi người nhìn thấy không? Cực kỳ to nhá. Này. 900k cho mã số 4 2 cây. Đây nhá, mít này. Mít xếp nhá, mít xếp này. Đây này. Bạn lá nhá, dù dệt luôn nhá. Mã số 4 2 cây 900k. Sang mã số 5 ạ. Mã số 5 là mã hàng cây nhỡ. Em có 5 cây. Mã số 5 em có 5 cây này. 800k cho mã số 5 các bác nhá. Mã số 5 5 cây 800k. Tiếp đến mã số 6 này. Đây, mã số 6 em có 3 cây.
Mã số 6 đang có 3 cây nhá. Toàn bộ là hàng lá mít này. Mã số 6 3 cây 850k nhá. Sang mã số 7 ạ. Mã số 7 là mã 2 cây to. 2 cây to đó nhá. Mã số 7 2 cây rất là to này. 900k cho mã số 7 này. Đây nhá mọi người nhá, em rơi cây cho mọi người xem này. 6 cặp lá nhá, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 cặp lá này. 6 cặp lá này. Cây này. Đấy, cây rất là to nhá. Cây rất là to luôn ạ. 6 cặp lá này. Mã số 7 900k cho 2 cây. Hai cây 900k này. Sang mã số 8 ạ. Mã số 8 là mã 3 cây. Năm trăm năm mươi k cho mã số 8 này. Sang mã số 9 ạ. Mã số 9 là mã 5 cây các bác nhá. 5 cây này. Mã số 9 5 cây 900k. Đây nhá cả nhà nhá. Lá xanh mướt luôn này. Rất là cứng cáp và khỏe cây nhá. Mã số 9 5 cây 900k này. Tiếp đến mã số 10. Số 10 của em có 2 cây nhá. Tờ giấy bao nhiêu à? Mã số 10 em có 2 cây này. 850k cho mã số 10. Đây mọi người nhìn này. Mít nhá, lá mít này. Bản lá rất là to nhá, bản lá rất là to và dày này. Đây. Đây sẽ phải là lá mít chưa ạ? Đây nhá. Rất là to luôn. Đây này. Chiều rộng một cái lá nhá. Nó bằng một cái ngón, bằng chiều dài một ngón tay của em này. Bằng chiều dài một ngón tay luôn nhá các bác nhá. Mã số 10 850k cho 2 cây này. Rễ non nó đang bật ra rồi này. Rễ non ra rồi nhá. Cây rất là cứng cáp và khỏe này. Mã số 10 2 cây 850k. Cây rất to nhá cả nhà nhá. Cây rất là to ạ. Tiếp đến mã số 11 này. Mã số 11 em có 3 cây. 3 cây cho mã 11 nhá.
900k này. 1 này. 2 này. 3 cây. Mã số 11 3 cây 900k. Hàng cây to cả nhà nhá, hàng cây rất là to này. 11 3 cây 900 cho mã 11 nhá. Châu Thái 21 sổ số ra nhá. Sang mã 12 có 2 cây. Mã 12 là 2 cây to này. Đây mã số 12 2 cây to nhá. Mít này. 800k cho mã 12. Sang mã 13 ạ. Mã 13 là mã 3 cây. 700k này. Mã số 13 3 cây 700k nhá. Mã cuối cùng cũng là mã 2 cây to nhất này. Mã số 14 các bác nhá. Mã số 14 là mã 2 cây to đại luôn. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cặp lá rưỡi. 8 cặp lá rưỡi các bác nhá. Đây. Em có 2 cây cho mã 14 này. 1.050.000 nhá. 1.050.000 cho mã 14. Mã cái này cây rất là to. Mã này cây rất là to này. 1.050.000 cho mã số 14 này. 2 cây nhá. Đấy. Cây to nhá. Cây to bự luôn này. Phiên hôm nay thì em sẽ lên bằng ngày đơn nhé. Các bác đặt hàng thì gọi điện vào số 0817 892 229 hoặc 0981 550 768 giúp em ạ. Sau đây thì em xin dừng video nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhà em. Em chào các bác.